các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 9. Viêm hồng hạc, viêm thanh quản, thực quản. Tối trước khi ngủ, đánh răng bằng bột dentai, sau đó ngậm 1/4 thìa cà phê bột dentai loại trị bệnh, ngửa cổ khò cho nước bột này thấm vô cổ họng, rồi ngậm đến khi hết mặn nuốt luôn. Đi ngủ không được uống vì sẽ làm trôi thuốc. 问什么的说